Thưa quý vị, để kịp thời chăm lo cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón Tết, hoạt động an sinh đang được tỉnh Long An quan tâm thực hiện. Tại quyền Đức Quệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều đã trao quà Tết cho năm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện cùng lời chúc năm mới. Với mong muốn bà con tiếp tục vượt khó, dương lên và góp sức cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ông cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng Nhân dân quyền trong đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Qua đó đề nghị, Hội đồng Nhân dân quyền tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hoạt động tiếp xúc cử tri trong năm 2023, đa dạng hóa các kênh tiếp xúc và phản hồi ý kiến cử tri, nâng cao hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Dịp này, ông Mai Trăng Nhiều cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến đảng bộ chính quyền và nhân dân quyền Đức Huệ, an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thắng lợi mới.